Kim Phạm xin gửi lời chào đến cô chú và anh chị em. Kim Phạm chân thành cảm ơn cô chú và anh chị em đã xem và ủng hộ kênh Kim Phạm USA. Nếu thấy thông tin Kim chia sẻ hữu ích, cô chú và anh chị em có thể bấm like, chia sẻ video cũng như bấm đăng ký và bấm vào nút chuông để nhận được video mới nhất. Video hôm nay Kim muốn cập nhật đến cô chú và anh chị em của ngày 27 tháng 10 năm 2020. Thông tin hôm nay bao gồm những nội dung sau đây. Chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi lạc quan về một thỏa thuận cho gói cứu trợ coronavirus của lưỡng đảng trước bầu cử, nhưng một người khác phát ngôn của Nhà Trắng cho biết có thể phải mất vài tuần. Bên cạnh đó, thì Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm nay là ngày thứ ba thừa nhận rằng một thỏa thuận về một gói cứu trợ của coronavirus sẽ không thành hiện thực cho đến sau ngày bầu cử, nhưng dự đoán rằng một thỏa thuận sẽ đạt được. Và tiếp theo là cập nhật trực tiếp về tình hình coronavirus cũng như là thị trưởng của thành phố New York đưa ra cảnh báo về việc đi du lịch vào kỳ nghỉ khi số người nhập viện gia tăng ở 36 tiểu bang thì kim mời cô chú và anh chị em theo dõi bản tin chi tiết này nha thì chủ tịch hạ viện bà nancy pelosi lạc quan về một thỏa thuận cho gói cứu trợ coronavirus của lưỡng đảng trước bầu cử nhưng một người phát ngôn của nhà trắng cho biết là có thể phải mất trong vài tuần vì việc thông qua luật trước cuộc bỏ phiếu trên toàn quốc vào thứ ba tuần tới có vẻ là một mệnh lệnh rất cao. Thì bà Nancy Pelosi và ông Steven Mnuchin đã giữ cuộc trò chuyện trong 50 phút về dự luật cho cái gói cứu trợ này giữa các cuộc đàm phán kéo dài nhiều tháng với đại diện của Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng Hòa Với cái gói cứu trợ cho uh, của kinh tế thì nhà đàm phán của Dân Chủ tiếp tục thảo luận với Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin vào ngày hôm qua và phó chánh văn phòng của diễn giả ông Drew Hemmiel cho biết, người phát ngôn và bộ trưởng Steven Mnuchin đã nói chuyện ngày hôm qua lúc 2 giờ chiều qua điện thoại trong vòng 52 phút. Người phát ngôn vẫn lạc quan rằng có thể đạt được một thỏa thuận trước cuộc bầu cử. Thì cũng tin mới của ngày hôm nay là Tổng thống Donald Trump thừa nhận rằng thỏa thuận về một gói cứu trợ coronavirus sẽ không thành hiện thực cho đến sau ngày bầu cử, nhưng dự đoán rằng là một thỏa thuận sẽ đạt được. Thì phát biểu với phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump khẳng định chính quyền của ông vẫn sẵn sàng đàm phán với Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi sau cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11. Đồng thời, Tổng thống Trump cũng nhắm mục tiêu Nancy Pelosi tuyên bố rằng Đảng dân chủ hàng đầu đang tìm kiếm gói cứu trợ cho các bang và thành phố do Đảng dân chủ điều hành và mạnh dạn dự đoán rằng các cuộc đàm phán thất bại sẽ khiến Đảng dân chủ chiếm đa số hạ viện. Nancy Pelosi chỉ quan tâm đến việc cứu trợ các thành phố và tiểu bang của Đảng dân chủ. Tồi tệ đầy tội phạm. Đó là tất cả những gì cô ấy quan tâm. Tổng thống Donald Trump nói, cô ấy không quan tâm đến việc giúp đỡ mọi người. Sau cuộc bầu cử, chúng tôi sẽ nhận được gói cứu trợ tốt nhất mà bạn từng thấy. Trump tiếp tục nói, tôi nghĩ chúng ta sẽ lấy lại ngôi nhà vì cô ấy. Phát biểu trên Fox News trước đó vào hôm thứ ba là ngày hôm nay, giám đốc truyền thông Nhà Trắng, Lisa cho biết nhà trắng hy vọng đạt được thỏa thuận với các đảng dân chủ về việc cứu trợ coronavirus hơn nữa có thể được bỏ phiếu trong vòng vài tuần chúng tôi tự tin rằng chúng tôi có thể đạt được điều gì đó trong những tuần tới cô nói khi được hỏi về triển vọng về một thỏa thuận trong tuần này sau uh, xác nhận của thẩm phán uh, tòa án tối cao Amy Barrett Quốc hội đã rời Washington cho đến sau cuộc bầu cử mà không thông qua bất kỳ biện pháp cứu trợ kinh tế hoặc chăm sóc sức khỏe mới vào ngay cả khi đại dịch coronavirus gia tăng và nền kinh tế suy si thoái triển vọng cho một thỏa thuận gói cứu trợ vẫn còn nghi ngờ và các cuộc đàm phán phần lớn đã bị gác lại sau nhiều nỗ lực thất bại trong việc tạo môi giới thỏa hiệp. Thì đó là thông tin mới nhất cho cái cập nhật của gói cứu trợ thì cô chú và anh chị em cũng thấy đó tổng thống Donald Trump thì khẳng định là sẽ có sau bầu cử nhưng bà Nancy Pelosi thì cũng ngày hôm nay cũng nói là bà hy vọng là sẽ có trước bầu cử thì chúng ta sẽ sẽ xem như thế nào và Kim nghĩ cô chú và anh chị em cũng đã biết được và đã quyết định được là cái gói cứu trợ này nó sẽ thông qua khi nào rồi đó à, Bây giờ Kim sẽ tiếp tục cập nhật về tình hình Covid hiện nay như thế nào à, Mời cô chú và anh chị em tiếp tiếp theo dõi uh, phần chi tiết này nha. Thì thị trưởng của New York đưa ra cảnh báo về việc đi du lịch vào kỳ nghỉ khi số người nhập viện gia tăng ở 36 tiểu bang. Thì thông tin này của đài CNBC nếu như cô chú và anh chị em nào quan tâm có thể đọc và uh, lại nha. Thì theo phân tích dữ liệu của CNBC từ đại học Johns Hopkins, Mỹ hôm thứ hai đã đạt mức cao kỷ lục 69.967 trường hợp COVID trong 7 ngày, đứng đầu mức cao nhất mọi thời đại trước đó vào chủ nhật, số ca mắc trung bình hàng ngày trong 7 ngày phản ánh mức tăng khoảng 20% so với một tuần trước và các ca bệnh mới đã gia tăng ở Mỹ kể từ ngày 5 tháng 10 theo dữ liệu của John Hopkins University thì thống đốc của bang Illinois cho biết các nhà hàng và quán bar ở Chicago sẽ không còn được phép phục vụ khách bên trong kể từ thứ sáu trong một nỗ lực nhằm kiểm soát sự lây lan của corona virus trong khu vực. Thông báo cho biết là số lượng khách cũng sẽ được giới hạn ở 25 người hoặc 25% tổng cộng xuất phòng. Lệnh này không áp dụng cho các trường học hoặc địa điểm bỏ phiếu. Ông nói, chúng ta không thể phớt lờ những gì đang xảy ra xung quanh mình, bởi vì nếu không có hành động, điều này có thể tệ hơn bất cứ điều gì chúng ta đã thấy vào mùa xuân. Michigan nằm trong số 16 tiểu bang báo cáo các trường hợp COVID mới hàng ngày cao kỷ lục vào hôm thứ Hai. Theo phân tích dữ liệu của CNBC do Đại học Johns Hopkins biên soạn, thì sử dụng mức trung bình hàng tuần để xử lý các biến động trong báo cáo hàng ngày thì tiểu bang hiện đang báo cáo khoảng 2.220 trường hợp mới hàng ngày tăng khoảng 22% so với tuần trước. Người dân thành phố New York nên tránh đi du lịch ra khỏi tiểu bang trong mùa lễ này. Mối đe dọa thực sự của làn sóng nhiễm coronavirus thứ hai, thị trưởng Bill de Blasio cho biết trong một cuộc họp báo. Thì ông kêu gọi những người làm du lịch đi kiểm tra và tuân thủ lời khuyên du lịch của tiểu bang yêu cầu khách du lịch đến New York từ phần lớn các bang ở Hoa Kỳ phải cách ly trong 14 ngày. Hành khách đến các sân bay trong khu vực thành phố New York sẽ được khuyến khích kiểm tra COVID ngay lập tức đó không phải về ngành hàng không mà là về sức khỏe của bạn sức khỏe của gia đình bạn sức khỏe và sự an toàn của thành phố đất nước đó là những gì chúng ta nên suy nghĩ về nó ông nói ông nói tiếp chúng tôi có một mối đe dọa thực sự về một làn sóng thứ hai ở đây ở thành phố new york và chúng tôi đã chống lại nó nhưng chúng tôi không thể xem nhẹ nó thì đó là thông tin mới nhất kim cập nhật À, về gói cứu trợ à, kim biết không không biết là có phải đây là cái cuộc đàm phán cuối cùng trước ngày bầu cử cho cái gói cứu trợ lần hai này hay không và những cái thông tin về coronavirus thì kim muốn đem lại những cái thông tin này để cô chú và anh chị em nào quan tâm có thể giữ gìn sức khỏe cũng như là cẩn thận hơn trong mùa đông này nha và nếu như kim có thông tin gì mới mỗi ngày kim sẽ cố gắng à, cập nhật video đến cho cô chú và anh chị em và gia đình kim phạm luôn mến chúc mọi người có nhiều sức khỏe nhé